Góc vườn âm nhạc. Hơn 3 năm sau khi tuyên bố giải nghệ, nam danh ca Michel Sardou đã bật đèn xanh cho dự án khai thác những bài hát quen thuộc của ông dưới dạng nhạc kịch. Một album gồm 20 bản nhạc vừa được trình làng hồi cuối tháng 9, còn vở nhạc kịch sẽ ra mắt khán giả qua một vòng lưu diễn các sân khấu lớn vào mùa thu năm nay. Mượn lại tựa đề Je vais t'aimer, ta sẽ yêu em, một nhạc phẩm rất ăn khách của Michel Sardou vào năm 1976. Với nhạc kịch này, tập hợp 10 diễn viên kể lại một cuộc hành trình bằng du thuyền từ nước Pháp sang New York. Được xây dựng theo mô hình của vở kịch Mamma Mia, nhưng lần này với nhiều bài hát bằng tiếng Pháp. Vở nhạc kịch không nói về tiểu sử của Michel Sardou, mà lại dùng các giai điệu của ông để phản ánh tâm trạng của các nhân vật chính giữa hoài niệm và hiện tại, giữa quá khứ và tương lai. Thông qua những câu chuyện cá nhân, vở nhạc kịch này muốn cho thấy quan hệ gắn bó giữa người Pháp với dòng nhạc Sardou. Từ các buổi văn nghệ cuối năm học cho tới đám hỏi, tiệc cưới, ít nhất là hai thế hệ khán giả tại Pháp đều có kỷ niệm riêng với Michel Sardou do sự nghiệp của ông đã trải dài trên nửa thế kỷ. À faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Đằng sau dự án nhạc kịch Je vais t'aimer là hai nhà sản xuất người Pháp Montel và Chiorlo từng điều hành các đài phát thanh nổi tiếng. Khi chuyển từ ngành truyền thông sang lĩnh vực kinh doanh giải trí, họ đã thành công với các vở nhạc kịch như Robin des Bois, Hiệp sĩ Rừng Xanh hay là Les Trois Mousquetaires, Ba Chàng Lính Ngự Lâm. Nhờ có nhiều năm tay nghề, họ đã nhanh chóng thuyết phục được Michel Sardou cho phép khai thác các bài hát của ông. Trong số này, dĩ nhiên có nhạc phẩm La Maladie d'Amour, Cơn Đau Tình Yêu. Tác phẩm này từng được Việt hóa với ít nhất là 3 phiên bản khác nhau. Tay trong tay sẽ yêu em nhiều, môi em anh sẽ hôn em hoài. Và cuộc tình của chúng ta như những làn mây hồng. Thương em anh nhớ tên em luôn, ta như chim én trên lâu đài. Và đời của hai chúng ta sẽ luôn chìm trong tình yêu. Người yêu, người yêu, người đến với anh muôn đời. Tình đắm say hơi nồng ấm, lòng anh vẫn vui khi ta có nhau. Tình anh, tình anh, tình đến với em lâu dài. Người đã trao tim đầm ấm và còn mãi mãi bên nhau dài lâu. Quý thính giả và các bạn vừa nghe giọng ca của anh Tú. Thân phụ của anh là tác giả Lữ Liên đã đặt lời Việt Người Yêu Muôn Đời cho giai điệu La Maladie d'Amour. Về phần mình, tác giả Phạm Khải Tuấn cũng từng đặt thêm lời Việt cho ca khúc này thành nhạc phẩm Tình Yêu Vụt Sáng. Còn nhạc sĩ Khắc Dũng đã giữ lại ẩn dụ tình yêu như căn bệnh để đặt lời bài hát thành Cơn Đau Tình Ái gần hơn với nguyên tác. Trở lại với vở nhạc kịch của Sardou, phần thực hiện đã được giao cho một ekip người Canada. Đạo diễn Serge Denoncourt sẽ đảm nhiệm phần chỉ đạo các diễn viên. Còn về mặt âm nhạc, tác giả Scott Price, tốt nghiệp nhạc viện Toronto và hiện là giám đốc âm nhạc của thần tượng Celine Dion, sẽ là người tạo ra sự chỉ đỏ, kết nối các bài hát đa dạng của Michel Sardou thành một khối. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père.
Nhớ vóc dáng tàn cây, run rẩy ngọn gió đầy, nghe tiếng thầm sóng dậy, treo lơ lửng biển mây. Con lộ trước cổng nhà, nhớ từng viên xoài đá, phơi tim khô mùa hạ cho đến tận đông qua. Đâu phải máu chan hòa cuồn xiết trong tim ta, tuôn nhánh sông tuổi nhỏ trở về với mẹ cha. Nhớ vóc dáng hải đăng, ngọn đèn đêm thức trắng, tóc hương nào dai dặn trên vạt áo chùm khăn. Cớ chi hồn băn khoăn, buồn trong ta thâm thẳm, bỗng nhức nhối âm thầm, vết chảy mòn tháng năm. Nay dòng sông tuổi già về siết chặt tim ta, kỷ niệm đành hóa đá, đông huyết mạch vỡ òa. Vừa rồi là lời phóng tác của nhạc phẩm La Rivière de notre enfance, dòng sông tuổi thơ, từng ngăn khách qua hai giọng ca của Sardou với Garou. Bản thân Nam Danh Ca đã giải nghệ cách đây hơn 3 năm. Ở tuổi 74, ông muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn sau 50 năm sự nghiệp. Cho đến cái ngày ông được nghe các bài ghi âm thử cho vở nhạc kịch, ông cảm thấy hào hứng phấn khởi vì các diễn viên có chất giọng tốt, lối hòa âm cũng rất tài tình vì biết tạo sắc thái mới mà không bóp méo giai điệu nguyên tác. Đối với đoàn diễn viên của vở nhạc kịch Sveteme, thời điểm quan trọng nhất vẫn là ngày 21 tháng 10 năm nay, khi tác phẩm sẽ được diễn lần đầu tiên tại thành phố Lille. Cả đoàn kịch sau đó sẽ thực hiện một vòng lưu diễn để rồi ra mắt khán giả Paris với một loạt live show trên sân khấu khổng lồ của nhà hát La Scène Musicale vào mùa xuân năm tới. Để hỗ trợ cho chiến dịch, quảng cáo đĩa hát và giới thiệu vở nhạc kịch này với công chúng tại Pháp, có ít nhất 3 đĩa đơn đã lần lượt được phát hành. Gần đây nhất là một liên khúc chọn lọc, tập hợp 8 nhạc phẩm ăn khách của Michel Sardou. Danh ca người Pháp đã thành công trong hơn 50 năm sự nghiệp, cho nên thật không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi toàn bộ các giai điệu trong nhạc kịch đều quen thuộc gần gũi với công chúng. Còn giới yêu nhạc Pháp thì hẳn chắc cũng từng đã nghe qua ít nhất một lần trong đời. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. En chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moi désespérant en chantant. C'est un cri, c'est un chant. C'est aussi la douleur et le sang, toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel et toutes les forêts du livre. Terre coulée au vent, les landes de pierre autour, les lacs c'est pour les vivants, un peu d'enfer le connaît Mara. Du nord colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants.